Xin chào các anh chị, các bạn. Mình xin giới thiệu sản phẩm đó là loa liền công suất ST Behringer B110D. Loa này là 300W, loa 2 tấc rưỡi nha các anh chị. B110 tức là 2 tấc rưỡi. Đây là mặt chính, đây là mặt nghiêng qua bên phải, mặt nghiêng sang bên phải, và đây là mặt nghiêng ngược lại sang bên trái. Đây là mặt sâu. Loa này dùng điện 220V. Loa này sử dụng được cho bộ micro wireless, tức là micro có cái cổng, cái đầu nhận là USB cắm vào đây. Có thể sử dụng được bộ cho một cây hoặc là hai cây tùy theo cái bộ micro này. Đây là cổng mic out, đây là cổng in và link với đường 6 ly line. Cái đây là cái bộ equalizer low và high, đèn power ở đây. Cái này là đèn clip cho tín hiệu của cái loa. Đây là lever tổng của loa. Đường link sản phẩm mình cập nhật ở phần mô tả của video nha. Cảm ơn các anh chị, các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm.